tóm dính đi hẹn hò, Fuka ngượng đỏ mặt khi Kim Tuấn Kiệt thổ lộ muốn ôm ấp trên sóng truyền hình bất ngờ trong một chương trình truyền hình game show mới đây. Kim Tuấn Kiệt đã có động thái lạ gần như công khai tình cảm với Fuka trên sóng truyền hình. Cụ thể là anh chàng muốn Fuka chia sẻ áp lực khi lần đầu tiên được đi vào vòng tiếp theo của chương trình. Chưa hết, Kim Tuấn Kiệt còn bị nóc nhà Fuka mắng một trận vì anh tiết lộ đã cố tình thua trong vòng 1 để nhường phần thắng cho mọi người. Tại hậu trường, sau khi Fuka thua ngay ở vòng 3, Kim Tuấn Kiệt lập tức an ủi nóc nhà, nói rằng thôi thì em tặng cái iPad của em cho chị nha, khiến Fuka vui vẻ không thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Thì dạo gần đây tin đồn về việc Kim Tuấn Kiệt và Fuka đang lén lút hẹn hò ở Phú Quốc đang rầm rộ cả mạng xã hội. Mặc dù không có một bức hình chung nào với nhau, nhưng netizen đều dễ dàng tóm gọn bằng chứng hẹn hò của Fuka và Kim Tuấn Kiệt khi check-in chung một địa điểm. Cặp đôi thời gian qua được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền. Netizen đã mong chờ tin vui từ cặp đôi này. Mới đây, vào chiều ngày 27 tháng 5, Fuka đăng tải hình ảnh check-in du lịch tại Phú Quốc, ngắm mưa và ai, Fuka chia sẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện ra địa điểm này vô cùng quen thuộc. Thám tử mạng ngay lập tức tìm ra được đây là địa điểm cũng được Kim Tuấn Kiệt đăng tải trên story Instagram cá nhân. Cả hai bị tóm bằng chứng đi du lịch cùng với nhau. Và ngoài chuyện đi hẹn hò du lịch cùng nhau này, Kim Tuấn Kiệt và Fuka cũng không quên tung nhiều khoảnh khắc đáng yêu và tình cảm mùi mẫn trong chương trình Thời Tới Rồi vừa qua. Fuka là cô nàng đã tham gia những 6 lần tại chương trình này, nhưng chưa lần nào cô đi được xa để được đến vòng cuối cùng và nhận giải thưởng của chương trình. Và trong buổi quay hình mới gần đây, cô cuối cùng cũng đi qua được vòng 2. Phải nói đã lâu lắm cô mới có cảm giác đi xa trong một trò chơi như vậy mà cô rất muốn thắng cuộc, cho nên cô khá là hồi hộp và lo lắng. Kim Tuấn Kiệt biết điều đó nên rất muốn an ủi cô, nói rằng muốn được chia sẻ cảm giác hồi hộp đó với Fuka để Fuka đỡ căng thẳng hơn. Thuyền trưởng Trường Giang lập tức lên tiếng hỏi thế em muốn chia sẻ bằng cách nào. Kim Tuấn Kiệt liền ấp úng không biết, sau đó liền đáp em cũng chưa nghĩ ra nữa, khiến cả trường quay một phen cười phá lên. Đến đoạn gần cuối chương trình, lúc chọn ra hai nghệ sĩ để chọn quà đặc biệt thì rất may mắn Kim Tuấn Kiệt là người thứ hai sau Quốc Khánh có vinh dự được nhận quà của chương trình. Và cũng không quá bất ngờ khi Kim Tuấn Kiệt lại một lần nữa nghe lời nóc nhà Fuka để chọn con số trong tay cô. Mặc dù cuối cùng phần quà không có giá trị lớn, nhưng dù sao cũng có giá trị về mặt tinh thần. Đừng quên soi hin sau cánh cả nha các bạn, vì tiếp theo đây, trong hậu trường mới là thế giới tình cảm của Kim Tuấn Kiệt và Fuka. Kim Tuấn Kiệt thổ lộ với khách mời rằng mình cố tình đứng dậy đầu tiên để nhường phần thắng cho người khác. Lập tức nóc nhà Fuka chống lạnh tức giận quát rằng sao em có thể khôn nhà dại trợ như vậy. Vì rõ ràng Fuka muốn Kim Tuấn Kiệt đi tiếp vào chung cuộc và giành chiến thắng, nhưng anh lại nhường phần thắng lại cho người khác. Cô giận yêu với Kim Tuấn Kiệt cả buổi khiến toàn bộ khách mời đứng xung quanh chỉ biết cười trừ về độ đáng yêu. Các bạn hậu kỳ cũng rất là đáng yêu khi đề nghị với Fuka rằng Kim Tuấn Kiệt nếu đã bị loại ngay vòng đầu rồi thì vòng 2 Fuka cũng lên đó ngồi với Kim Tuấn Kiệt luôn đi. Fuka liền phản bác nói rằng mọi người phải cho em đi vào vòng trong đi chứ. Đây là lần đầu tiên em đi xa được tới vậy mà. Các anh chị hậu trường liền lên tiếng bảo em chơi cái trò này cũng mấy lần rồi đó Fuka. Fuka hét lên em chỉ muốn thắng thôi mà. Tuy Khánh liền chẳng thèm bênh vực nói chương trình có 12 tập mà Fuka chơi gần hết 6 tập. Fuka liền cười khổ nói cho em chơi đến khi em thắng cái chương trình này đi mà. Chương trình làm ơn cho em cái cảm giác vô được vòng 3, vòng 4 đi. Ban tổ chức ngại Fuka chưa đủ rát mặt bèn nói nếu như 3-4 số trước em vào được vòng cuối thì ban tổ chức còn muốn níu giữ em lại. Còn này thì lần nào em cũng bị loại sớm hết đó. Fuka liền lên tiếng thanh minh là do em đặc biệt đó, nhưng rõ ràng là do cô xui đó. Kim Tuấn Kiệt lúc đó hỏi cô có linh cảm sẽ qua được vòng 3 này không? Cô bảo là không. Ban tổ chức liền hỏi Fuka thế lúc nãy em có linh cảm là Kim Tuấn Kiệt bị loại ngay vòng đầu không? Cô bảo là không. Vì ở phòng thay đồ Kim Tuấn Kiệt có bảo Kim sẽ là người đứng lên đầu tiên. Cô nói rằng đây là Kim chơi khôn nhà dại trợ. Chơi như vậy thì ai chơi lại? Fuka chia sẻ đây là lần đầu tiên được gọi điện cho người thân sau 5 tập, hạnh phúc vỡ òa. Nhưng trước đó cô bị một cái gọi là thôi xong mình lại đi về nữa rồi. Mọi người cũng lập tức đồng cảm với cô khi biết người cô nhờ giúp đỡ là ST Sơn Thạch. Vì anh là một người khá chậm chạp và lề mề nên có thể cô sẽ là người nhận cuộc gọi cuối cùng. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì ban tổ chức hỏi cô sao không gọi cho Kim Tuấn Kiệt. Fuka liền sáng mắt lên nói hai lát nữa Kim vào nhà vệ sinh rồi giúp chị gọi nha, khỏi hồi sinh nha. Thôi để hồi sinh quay lại lấy kim cương về tặng mẹ. Lại vẫn không quên trách Kim Tuấn Kiệt chơi kiểu khôn nhà dại trợ. Chơi vậy ra đường chơi lại ai, tự nhiên đừng dậy trước. Và cuối cùng, sau khi đã thật sự bị loại ở vòng 3 vì ST là người gọi điện, tới cuối cùng khiến Fuka bị loại. Mọi người đều nhào tới vây quanh cô trách cô tại sao lại đi tin tưởng ST. Cô bảo vì tin tưởng anh đó.
Đinh Tuấn Kiệt có động thái đáng chú ý là liên tục nhìn cô và bảo vệ cô khiến dân tình không quán quéo. Đinh Tuấn Kiệt hỏi chị có buồn không, em tặng cho chị cái iPad của em nha, khiến Puka vui trở lại liên tục gật đầu lia lịa. Giữa hàng loạt đám cưới đình đám, những cặp sao Việt tình trông như đã mặt ngoài còn e cũng được người hâm mộ tích cực đẩy thuyền để chốt đơn ngay và luôn. Trong đó có Puka và Đinh Tuấn Kiệt liên tục để lộ 7.749 hình hẹn hò, nhưng cả hai vẫn luôn khẳng định chỉ là quan hệ chị em thân thiết. Trong một chương trình khác, khi MC Y Đại Nghĩa đặt câu hỏi có từng yêu bạn gái lớn tuổi hơn hay chưa, lập tức cả Lê Lộc và Khả Như liên tục hô to có trong tiếng vỗ tay phấn khích của khán giả khiến Đinh Tuấn Kiệt đỏ mặt vì thẹn. Sau đó anh chàng cũng phải thừa nhận điều này. Thậm chí khi MC Y Đại Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi rằng Đinh Tuấn Kiệt thích một cô gái hát hay hoặc hát dở, không suy nghĩ quá lâu như câu hỏi trước đó, anh chàng trả lời rằng hát dở. Ở câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi thích một cô gái hài hước hay dịu dàng, Đinh Tuấn Kiệt không ngần ngại trả lời hài hước. Với loạt bằng chứng trên, nhiều netizen đã réo gọi tên Puka cũng xem được clip này, nhìn ông trả lời mà cưng ghê. Rồi khi nào chị Puka mới chịu công khai để fan tụi em còn được mở hội ăn mừng đây? Hóng quá, không biết bao giờ mới về chung một nhà đây. Hãy cùng nhìn lại tập mới nhất của chương trình có cả hai tham gia thì chúng ta hãy cùng đào lại một số khoảnh khắc tình bể bình của hai người trong tập mới nhất của Thời Tới Rồi. Đinh Tuấn Kiệt lần đầu tham gia còn Puka đã khá quen thuộc với chương trình. Ở hậu trường, tìm qua đường đã bắt được khoảnh khắc cả hai trò chuyện rôm rả trong lúc nghỉ giải lao. Đặc biệt, Đinh Tuấn Kiệt còn đưa tay lên chỉnh tóc giúp Puka. Ngoài ra Puka cũng cổ vũ mù quáng cho Đinh Tuấn Kiệt khi rằng cả yêu cầu mọi người tự giới thiệu bản thân. Đinh Tuấn Kiệt nhạt không kém anh Tú. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem Thời Tới Rồi, mình là Đinh Tuấn Kiệt. Dù vậy, Puka vẫn vỗ tay, khen hay một cách nhiệt tình khiến Trường Giang than trời. Mù quáng! Các bạn cảm thấy khoảnh khắc của hai chị em này thế nào? Đừng quên share và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều hình mới nhất của Puka và Đinh Tuấn Kiệt nha. Xin chào và hẹn gặp lại! Đơn giản như vậy nè, thì chị sẽ chỉ em một cái cách để mà phối cho chiếc áo phông của em không đơn giản nữa nha. Dạ không, em ở trần không à, em không có mặc áo ở trời đó, tự em ghê vậy đó. Tại sao em ở trần không vậy, còn trúng gió rồi sao? Cái nơi chị còn xấu quá nè. Trúng gió gì? Trúng cái kiểu thông bén gì đó. Trúng gió có chị lo mà sợ gì hả? Trời xin lỗi em nha, chị không lo nổi cho chị nữa, chị lo cho em. Thôi là tha tốn tiền lắm. Nói chung là để xin nước kiệt tặng là xin nước kiệt có tiền. Còn mấy bạn để dành tiền đi. Mình để dành tiền ăn Tết nha. Có phải tặng sao cho bố cần đó. Thì bây giờ mình sẽ cởi cái áo hồng này ra mới được. Các bạn đừng lo, ở bên trong luôn có cái áo hôn nha. Cho nên các bạn đừng lo về chuyện đó. Hôm bữa xin nước kiệt á, hai bộ cứ đi chung tháng đi tháng không ai nói chuyện với các bạn. Cho nên là ngày hôm nay